Chiều ngày 25 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi thăm làm việc với chính quyền tỉnh Saga, Nhật Bản. Đồng chí Vũ Bình, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka đã cùng tham gia với đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ngài Yamaguchi Oshinori, Thống đốc tỉnh Saga và một số nghị sĩ doanh nghiệp của tỉnh Saga. Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu của tỉnh Saga đối với đoàn công tác tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh với chính quyền bạn về tiềm năng thế mạnh cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình. Trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp chất lượng cao, hiện đại, sản xuất chế biến các mặt hàng nông lâm thủy sản, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, phát triển đô thị gắn với sinh thái. Hòa Bình sẽ ưu tiên đầu tư các hạ tầng cần thiết như đường giao thông, cấp điện, lập quy hoạch xây dựng tại những vị trí có tiềm năng lợi thế để tạo thuận lợi khi nhà đầu tư vào đầu tư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và chính quyền Saga sẽ làm cầu nối để cộng đồng người Nhật Bản biết về tỉnh Hòa Bình và giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Khi đến đầu tư tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi nhiều hơn các địa phương khác. Tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ tập trung chỉ đạo khi các nhà đầu tư Nhật Bản đến đề xuất với tỉnh. Hy vọng với tiềm năng thế mạnh của mình, trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ được chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản nói chung và tỉnh Saga nói riêng đến tìm hiểu và hợp tác đầu tư lâu dài tại tỉnh Hòa Bình.